Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Ship Mobile. Hôm nay mình sẽ mở hộp giới thiệu với anh em model máy tính bảng mới nhất và cao cấp nhất của nhà Xiaomi. Đó là dòng Mi. Như hôm trước mình cũng đã mở hộp giới thiệu với anh em máy tính bảng Redmi Pad, thì đó là dòng Redmi. Redmi là phân khúc thấp, còn Mi là phân khúc cao. Model này là Mi Pad 5 Pro 12.4, hoặc anh em có thể gọi là Mi Pad 5 Pro 2022. Tại sao lại phải gọi dài dòng như vậy? Bởi vì rất nhiều anh em chưa phân biệt được và còn nhầm lẫn với phiên bản Mi Pad 5 đã mở bán trong năm 2021. Trong năm 2021 thì hãng người ta mở bán phiên bản Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro. Mi Pad 5 Pro thì nó có màn hình là 11 inch. Còn phiên bản Mi Pad 5 Pro mà mình đang mở hộp cho anh em đây là phiên bản được sản xuất vào năm 2022. Vừa mới gần đây thôi, khoảng tầm tháng mấy nhỉ? Mi Pad 5 Pro nó rơi vào tầm khoảng tháng 8 anh em ạ. Và phiên bản này là phiên bản 12,4 inch. Do đó khi anh em tìm hiểu về sản phẩm thì anh em cần phải ghi đầy đủ tên của máy là Mi Pad 5 Pro 2022 hoặc Mi Pad 5 Pro 12.4. Hãng thì người ta không ghi 2022, hãng người ta sẽ ghi là 12.4 anh em nhé. Ok, đến với mớ phụ kiện nào. Anh em có thể thấy ngay là trong hộp máy thì hãng người ta đã tặng kèm cho anh em bộ sạc và cáp. Ở đây phiên bản 12.4 cũng sở hữu một củ sạc là 67W và một sợi cáp là A2C, tương tự như phiên bản Pro của năm 2021. Tuy nhiên năm 2021 thì người ta không đóng kèm sạc cáp, mà sạc cáp sẽ có một cái hộp rời ở bên ngoài. Như bên mình thì vẫn thường tặng kèm anh em, còn một số chỗ có thể người ta bán. Để xem bên dưới còn gì nữa không nào. Như vậy là ở phía dưới này không còn một cái gì cả. Ở phía dưới này nó rỗng anh em ạ. Và trái ngược hoàn toàn với phiên bản 2021. Cách đóng hộp của phiên bản năm 2022 này không bảo vệ môi trường một chút nào cả. Anh em có thể thấy nó khá là thừa thãi. Có một cái không gian trống rất là dày, rất là lớn ở phía dưới hộp mà không chứa một cái gì cả. Giá như hãng người ta tặng kèm cho anh em một cái ốp lưng hoặc cường lực. Cường lực thì khó bởi vì nó dễ vỡ, nhưng mà ốp lưng thì tốt hơn. Ok, chúng ta sẽ mở máy ra thôi nào. Phiên bản năm nay người ta đóng một cái bao bảo vệ dạng vải lưới. Mình thấy cách đóng máy này thì có vẻ như nó sẽ cao cấp hơn một chút so với cách bảo quản máy bằng bao ni lông như các thế hệ trước. Nó như một cái túi anh em ạ. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em các chi tiết cơ bản của model Mi Pad 5 Pro 2022 này. Nhân tiện sẽ so sánh cho anh em với phiên bản Xiaomi Pad Pro 2022. Hai model này thì là đối thủ cạnh tranh của nhau tại thị trường Trung Quốc cũng như tại thị trường Việt Nam. Và ở phần cuối cùng của video, mình sẽ tiến hành cài các dịch vụ của Google Play cũng như Việt hóa 90% máy tính bảng Mi Pad 5 Pro cho anh em. Cũng tương tự như các thế hệ Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro của năm 2021 thôi. Bên mình có thể việt hóa ngay khi bóc hộp và anh em có thể để nguyên như vậy dùng hoàn toàn bình thường. Đến với các chi tiết nào. Ủa sao nó mờ thế nhỉ? Mình cần chỉnh lại camera một chút. Mình bị che mất một chút rồi. Ok. Phía trên, cạnh trên của máy, đỉnh máy anh em sẽ có hai loa và một mic cũng như phím nguồn. Phía cạnh phải anh em sẽ có một cái vị trí để sạc bút stylus. Cạnh đáy sẽ có một mic chính, hai loa chính và chân sạc. Model đời 2022 này thì Xiaomi đã nâng cấp cụm camera và anh em sẽ có một camera chính là 50 megapixel. Vị trí kết nối với cả bàn phím thì hãng người ta lại đặt ở mặt lưng. Thay vì ở thế hệ của năm 2021 thì người ta sẽ đặt ở bên cạnh bên trái. Vị trí của camera selfie người ta cũng sẽ đặt ở phía chính giữa màn hình. Như vậy cũng theo xu thế thì hãng người ta sẽ chú trọng đến việc mà người dùng sử dụng máy theo phương thức là nằm ngang. Do đó camera đặt ở phía cạnh bên phải là hợp lý. Mình sẽ kích hoạt máy vào bên trong. Model này thì vẫn được Xiaomi cài sẵn MIUI 13. Hiện tại phiên bản này chỉ bán duy nhất tại thị trường Trung Quốc. Do đó mặc định anh em sẽ chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung.
Sau đây mình sẽ tiến hành cài đặt các dịch vụ của Google Play, các dịch vụ của Google cũng như việt hóa một phần máy. Anh em chờ chút, mình sẽ quay trở lại trong giây lát. Hello, mình đã quay trở lại với anh em. Vừa rồi thì mình đã tiến hành cài đặt các dịch vụ của Google trên model Mi Pad 5 Pro này và việt hóa một phần máy, cũng như fix một số lỗi tồn đọng trên phiên bản MIUI của thị trường Trung Quốc. Trước khi so sánh với Xiaomi ThinkPad Pro 2022, mình sẽ lướt qua một chút để anh em hình dung được các dịch vụ của Google Play cũng như là việt hóa model Mi Pad 5 Pro 12.4 này nó sẽ như thế nào. Mình sẽ thử dịch vụ định vị GPS của Gmap. Rất nhanh và rất là chuẩn. Đây là vị trí mà mình đang có mặt. Và toàn bộ trong phần cài đặt đều đã được chuyển về ngôn ngữ tiếng Việt. Gần như 100% trong cài đặt đều là tiếng Việt anh em nhé. Mình sẽ đảo qua một vài mục để anh em hình dung. Ở đây mình gọi nó là việt hóa chứ không phải up ROM. Hiện tại thì model này vẫn chưa có ROM tiếng Việt. Việt hóa này có nghĩa là mình can thiệp tiếng Việt vào ở trên phiên bản gốc của máy. Nó vẫn là MIUI 13 của thị trường Trung Quốc và anh em hoàn toàn có thể OTA update, cập nhật máy bình thường mà không mất tiếng Việt. Và như anh em có thể thấy thì cái cách việt hóa của model này hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy, giống như các cái cách việt hóa ngày xưa qua chủ đề anh em nhé. Và nó cũng hoạt động rất là ổn định luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đến với mục so sánh về màn hình cũng như loa của Mi Pad 5 Pro 2022 và Xiaomi Pad Pro 2022. Mình sẽ gọi là model bên trái và bên phải cho dễ hình dung, cho nó ngắn anh em nhé. Về mặt màn hình, ở thông số kỹ thuật mà hãng cung cấp thì model bên trái này, hãng sẽ trang bị cho anh em một cái tấm nền IPS độ phân giải là 2K 2000x1440 PPI. Trong khi đó phiên bản Mi Pad 5 Pro bên phải này sẽ có một tấm nền IPS độ phân giải là 2.5K HD. Nói về độ phân giải thì trên một kích thước 12.4 inch tương đương với 2.5K HD thì mật độ điểm ảnh nó cũng chỉ ngang bằng so với một cái kích thước 11.2 inch và độ phân giải là 2K. Do đó về mặt chi tiết hình ảnh, mình đánh giá nó là ngang nhau. Tuy nhiên, cũng như mình đã nói trong một vài video trước, thì cái tấm nền trên các model của Xiaomi luôn cho anh em một cái chất lượng hiển thị tốt hơn hẳn so với các tấm nền trên các thiết bị của Lenovo. Và có lẽ qua video anh em cũng có thể cảm nhận được điều đó rồi. Mi Pad 5 sẽ cho anh em một cái tấm nền trong hơn, sắc nét hơn, độ tương phản cao hơn và màu sắc cũng đẹp hơn. Nếu chấm theo thang điểm 10 thì Mi Pad 5 Pro 12.4 so với Xiaomi Pad 2022 thì nó rơi vào tầm 8/10 nếu về màn hình anh em nhé. Ok, mình sẽ đến với tiết mục so sánh về âm thanh. Mình sẽ chỉ so sánh về màn hình và âm thanh thôi, vì đó là hai yếu tố mình cho là quan trọng nhất đối với một chiếc máy tính bảng. Ủa sao con Xiaomi Pad này nó lag vậy ta? Hôm nay thì đang là World Cup, do đó xung quanh khu vực xung quanh nhà mình thì có khá nhiều là tiếng ồn. Nên nếu quay video mà có lẫn một vài tạp âm thì anh em cũng thông cảm nhé. Và khi mình test âm thanh, mình cần tua nhanh nó đi một chút để tránh việc YouTube người ta sẽ báo vấn đề về bản quyền. Sự tươi Vinamilk Winform giảm gần 1/2 lượng đường, vị ngon thanh nhẹ thuần khiết.
mình với nhau hả? Video của nước ngoài rồi, dính vào mấy cái ca khúc nổi tiếng như này thì dễ ăn gậy lắm. Ok, có lẽ anh em cũng cảm nhận được một phần rồi. Mình sẽ nêu đánh giá ý kiến cá nhân của mình. Chất lượng âm thanh trên Mi Pad 5 Pro 2022 sẽ cho anh em một lượng âm lớn hơn, nó cũng lớn hơn khoảng 18-10. Và cái giải âm trên Mi Pad 5 Pro 2022 này, hãng người ta làm nó trong hơn và nó tách bạch giữa bass và chép, tách bạch giữa các cái khoảng âm, các cái tần số. Trong khi đó trên phiên bản trong Mi Pad Pro này thì giải âm nó hơi lẫn vào với nhau, âm thanh nó yếu hơn và các cái giải âm nó cũng lẫn vào. Nên là anh em nghe cái đoạn đầu tiên mà Duy Khánh đọc rap, đoạn đầu tiên ấy thì trên cái trong Mi Pad Pro này gần như anh em không nghe rõ tiếng, trong khi trên Mi Pad 5 Pro thì âm thanh nó nghe dễ hơn, rõ ràng hơn và nó trong hơn. Tuy nhiên cái chất âm trên Mi Pad Pro 2022 này mình cũng đã có một video mở hộp và đánh giá rồi, nó hay hơn trông thấy so với người tiền nhiệm là Mi Pad Pro 2021, và nó có một cái chất âm khá là riêng. Nếu anh em hay nghe các cái nhạc nhẹ, nhạc bolero hoặc là acoustic, những cái nhạc mà nó nhẹ, trầm chậm, thong thả ấy, thì cái chất âm trên Mi Pad Pro 2022 này nó khá là phù hợp anh em nhé. Ok, sơ lược một chút cho anh em về Mi Pad 5 Pro 12.4 cũng như so sánh với Mi Pad Pro 2022 để anh em có những cái nhìn khái quát nhất về hai model này. Hiện tại bên mình đang có cả hai sản phẩm và đều là hàng mới nguyên siêu. Anh em có nhu cầu đặt hàng liên hệ với bên mình qua Zalo hoặc Facebook. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên cho bên mình một like và một follow kênh YouTube. Cảm ơn anh em.